Trong một lần online Facebook, chị Phương, một cô gái hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, vô tình nhìn thấy hình ảnh một em bé trần truồng, ngồi co ro tím tái trong cái giá lạnh của vùng cao. Vậy là chị nhờ người hỏi địa chỉ, rồi ngay trong sáng hôm sau, hai vợ chồng lên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để tìm em bé. Phương thì đang có thai nữa, thì cũng hết sức thuyết phục này nọ để nói em bây giờ như vậy rồi, bây giờ lên trên đấy thì như thế nào? Tại vì đã tính cũng biết thế nào, Phương lên trên đó cũng sẽ dẫn về đây. Ngay sau khi gặp được bé Phàng, vợ chồng chị Phương đã thuyết phục mẹ bé, rồi xin phép chính quyền địa phương được đưa bé về thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh. Khi mà về trên đường, đoạn đường mà dẫn về á, bị hút hồn bởi cái câu đó, lúc mà Phương lên trên tầng trên ngủ á, là ở dưới này tính cho ăn rồi lau cho nó, tại vì nó bị tiêu chảy liên tục. Lúc ăn cái nó làm, ba, cái nó đưa số 1. Không biết ai dạy cái tiếng kinh nữa cho nó. Tự nhiên không biết ai dạy. Nó biết nói tiếng kinh là ba. Cái đầu vừa cái mới là tính lú cái đầu, anh tính kêu mẹ, nhưng nó kêu ba nè, kêu ba mừng lắm, lúc đó mừng lắm. Rất may mắn, các bác sĩ nói chân của Phàng hiện tại chưa bại liệt vĩnh viễn, vẫn còn có cảm giác và có thể hồi phục trong tương lai nếu như được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, ngoài việc chân bị tổn thương, bé Phàng còn gặp nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Thì khám tổng quát thì nó bị trĩ, nó bị bên đường tiểu, nó bị bên máu, là đều bị nhiễm trùng hết. Thành ra gia đình đưa đem vô Nhi đồng 2 á, thì trong Nhi đồng 2 bảo là bé bị sạn bàng quang. Mỗi ngày, Phàng ở nhà với bà ngoại, đã biết bi bô gọi ba, mẹ, bà, biết tự xúc cơm ăn như các em của mình. Hành trình tìm lại đôi chân tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chị Phương tin rằng chỉ cần cố gắng, bé Phàng rồi sẽ như những đứa trẻ bình thường khác. Có những việc mình muốn giúp một người khác phải hy sinh những cái của mình. Bắt buộc mình phải chấp nhận.